Hôm nay Văn Quang vẫn tiếp tục kéo đến tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội. Câu chuyện là nó đã 20 năm qua rồi, vẫn không giải quyết. Cái nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không giải quyết. 20 năm rồi, cứ tiếp tục cái ngày này ngày nọ, cái biểu tình ở ngay Hà Nội, rồi bây giờ lại kéo đến tòa đại sứ Hoa Kỳ để mà kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam. Thành ra bữa nay TV 256 là làm cái thumbnail này nè: Victim State of Sentence Injustice Asked for the US Embassy for Help Human Rights for Vietnam. Mời quý vị xem cái hình ảnh dân quan biểu tình nha. Bữa nay ngày 27 tháng 6 năm 2022, dân hoan lô 90 Đức Trọng Lâm Đồng cùng các tín thần đang trên đường đi cầu cứu Bác Trọng, Bác Phúc, Bác Chính và Bác Huệ, chỉ đạo cho các tỉnh về trả lại đất cho dân hoan các tỉnh để có ổn định cuộc sống. Bây giờ dân hoan các tỉnh thần đang đi cầu cứu Bác Trọng, Bác Phúc, Bác Chính và Bác Huệ. Xin lỗi quý anh chị em, chứ dân oan đó người ta không có biết để mà lấy cái máy quay hình đó để mà ngang lại, để mà thấy cái hình ảnh nó trọn vẹn. Mà TV 256 đã nhắc nhở nhiều lần rồi mà dân oan người ta làm cũng không được. Để cái hình nó phải là hình chữ nhật, nó hình hình nó ngang chứ làm sao mình để ra hình đứng. Đứng là cái mất hoài à. Thành ra dân quan làm sao mà giải quyết được cái vấn đề này á, thì cái hình ảnh như thế này đó nó không thể nào nó lên mà truyền hình được hết á. Muốn lên truyền hình cho mọi người biết là cái hình ảnh phải ngang, hình ảnh phải chữ nhật, mà dặn hoài với dân oan cũng không làm được. Biết bao nhiêu cái máy ảnh họ cũng không bao giờ làm được hết. Thành ra cái hình ảnh bây giờ mình nói hoài cũng vậy thôi. Thành ra quý anh chị em ráng ráng coi cái hình 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 đứng nha. Hình đứng nó mất góc cạnh hết trơn à. Bây giờ dân bị mất hết đất đai, ra đây yêu cầu Bác Trọng, Bác Chính, Bác Phúc và Bác Huệ chỉ đạo cho các tỉnh về trả lại đất cho dân oan để có ổn định cuộc sống. Dân oan các tỉnh thành bây giờ đã tới Đại sứ quán Hoa Kỳ cầu cứu Đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân oan các tỉnh thành để lên tiếng nói, chỉ đạo cho các tỉnh thành về trả lại đất cho dân oan các tỉnh. Hình như đó nghe, hình như là chỉ có kéo tới đại sứ quán đó, là đại sứ quán thì Việt Cộng nó mới hơi sợ thôi, chứ ngoài ra 20 năm nay không có làm gì được. Mà theo mình nhận xét đó là chỉ có đến đại sứ quán thì Việt Cộng nó hơi sợ thôi, không biết tại sao nữa. Nó sợ một phần, nó sợ xấu hổ hay sao đó, nhưng mà mình nghĩ cái mặt cái bọn cầm quyền này đó nó dày lắm rồi, nó dày hơn tấm thép nữa, làm sao mà sợ. Nó đâu có sợ đâu, mà dân quan người ta đến cũng đông đảo lắm chứ đâu phải là cũng hàng hàng mấy chục người đó chứ đâu phải giỡn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhân quyền đó là cái điều, cái quyền mà cơ bản nhất của người dân, mà người dân không được, người dân hoàn toàn không được. Thành ra họ yêu cầu cái này là điều đúng chứ không phải sai, đúng không? Họ livestream họ cũng bị bắt mà, họ livestream mà họ chỉ cần nói đến cái người mà cầm quyền đó là họ bị bắt liền. Nói mà động đến mà tỉnh ủy thôi cũng đã bị bắt rồi chứ đừng có nói. Họ hoàn toàn không có được quyền mà tự do ngôn luận, rồi tự do biểu tình. Biểu tình thì họ chỉ đánh cái kiểu mà giống như du kích thôi à. Họ biểu tình đó rồi họ cũng bị bắt lên xe bus à. Họ không bao giờ họ được toại nguyện hết. Cái chế độ gì mà kỳ vậy? Họ vi phạm luật pháp, gọi là cái quyền hiến pháp nó quy định rõ ràng là điều 25 như vậy. Người dân có quyền biểu tình, người dân có quyền lập hội, người dân có quyền tự do ngôn luận. Mà cái mà mang rợ của nó đó là cái hiến pháp nó có thầm một cái câu đó là theo quy định của pháp luật. Mà đến giờ này đó nó chưa bao giờ mà nó đưa ra cái luật biểu tình hết đó. Từ từ cái hiến pháp mà 1992 mà TVN56 đã thấy đó. Mười 20 năm rồi, 20 năm rồi nó vẫn như vậy thôi. Nó vẫn có chưa có luật biểu tình nữa. Nó chưa có cái luật mà quyền tự do ngôn luận là phải như thế nào nữa. Nó chỉ đưa ra những cái luật bậy thôi, những cái luật bậy cũng như là cái điều 331. Điều 331 cái luật đó là tự nhiên nó đi ngược lại với bản hiến pháp rồi. Điều 331 đó nó nói rằng là ai mà lợi dụng quyền tự do dân chủ là nó bắt hết. Đơn giản vậy thôi. Nó có quyền tự do dân chủ hồi nào? Trong đi nó không có nói là mình lợi dụng cái quyền này quyền nọ, là quyền tự do dân chủ à, mà mình chưa bao giờ mình thấy nó có cái quyền tự do dân chủ đó. Mà mình nghĩ đó là hiến pháp. Hiến pháp mà nếu mà người ta cho cái quyền tự do ngôn luận, thấy không, tự do biểu tình, thì mình phải được quyền biểu tình chứ, người dân phải được quyền biểu tình chứ. Đợi 20 năm rồi nó cũng chưa ra cái luật biểu tình nữa, nó chưa ra cái luật mà tự do ngôn luận nữa, nó chưa ra cái luật để mà lập hội lập đảng như thế nào nữa, thấy không? Điều hiến pháp nó rõ như vậy đó mà nó không thi hành. Rồi bây giờ người dân mà biểu tình nữa thì nó bắt nó bỏ lên xe bus, nó làm như là nó biểu tình, là nó làm như là nó khoe khoang với thế giới là à, người dân Việt Nam ấy vẫn còn có cái quyền biểu tình. Nhưng mà sự thật là biểu tình trong trong một thời gian ngắn hạn thôi, 5 phút 10 phút thôi, rồi đó là bắt lên xe bus thôi, chứ không, người dân không có quyền biểu tình. Mà thật sự thì người dân người ta muốn biểu tình đến lúc nào người ta về thì người ta về, chứ tại sao đem xe bus lại rồi cưỡng ép người dân phải đi lên xe bus. Nó coi như là nó rất là giới hạn cái quyền mà tự do biểu tình. Cái quyền biểu tình là chỉ trong vòng 10 phút, 15 phút là đủ rồi, là mà xe bus nó đến rồi nó xúc người dân lên nè. Mà làm sao mà không lên được, toàn là thanh niên gọi là khỏe mạnh không, rồi người dân thì già cả như vậy. Mà nó không giải quyết 20 năm rồi đó. Thank you.
Đây là những người dân oan ở Lâm Đồng đó. Lâm Đồng cách xa Hà Nội là lâu, xa lắm chứ đâu phải là ít đâu, mà họ vẫn kéo đến để mà họ biểu tình. Tại vì nó lấy cái đất mà ở lô 90 đó, thấy thấy như dân oan người ta nói như vậy đó. Lô 90 của ở Lâm Đồng, Lâm Đồng là nó cũng gần Đà Lạt, đại khái gì miền Trung đó. Trời ơi, những người dân oan già cả mà chắp tay mà lại. Đó, chắp tay họ quỳ xuống họ lại. Mà họ lại tứ trụ là biết bao nhiêu lần rồi. Tứ trụ là Nguyễn Phú Trọng với Hoàng Minh Chính, với Vương Đình Huệ, với Nguyễn Xuân Phúc. Bốn tên tứ trụ đó là họ thường thường họ nhắc tên đó. Cái hình ảnh đây là của ông Phạm Minh Chính nè, thủ tướng đó. Mà người dân già cả người ta lại như vậy rồi mà không có cho một người nào để giải quyết, mà bốn cái ông này đó lại là đại biểu quốc hội luôn nè, bởi vì nó lưu manh như vậy đó. Để người dân mà không nhà không cửa rồi lang thang khắp Hà Nội như vậy mà chịu đựng được cũng hay. Mà chịu đựng cả 20 năm rồi, ba đời luôn, ba đời đi thư kiện, đời cha đời con rồi đến đời cháu, sắp sửa đến đời cháu nữa. Quý anh chị em thấy đó, tại sao mà không có thanh niên, không có thiếu nữ? Tại vì cái chế độ này nó ác vô cùng. Thanh niên thiếu nữ mà ra biểu tình thử đây, nó bắt hết. Thanh niên mà thiếu nữ mà biểu tình nó là chết, chết với nó. Nó chỉ đợi mấy bà già thôi. Nhưng mà tới một ngày rồi cũng cũng thanh niên thiếu nữ phải dùng lên thôi, tới một ngày thôi. Sứ quán Mỹ cầu phía đại sứ quán Mỹ lên tiếng nói giúp đỡ dân Việt Nam để có đất có nhà có cửa về ổn định cuộc sống. Yeah.
cái này giống như là tế sống. Dân oan Đức Trọng Lâm Đồng. Tế sống mất đất từ năm 2004. Tới bây giờ năm 2021, Chủ tịch tỉnh lại ký thêm một tờ cướp đất của dân năm 2021, có con dấu đỏ trên đấy. Bây giờ dân Đức Trọng Lâm Đồng cầu cứu các nơi, bây giờ cơ quan nào cũng đi, bây giờ đi tới Đại sứ quán Mỹ, nhờ Đại sứ quán Mỹ cứu giúp dân oan, đánh lên tiếng nói để cho dân oan tỉnh Lâm Đồng có được trả đất trả đai về để có ổn định cuộc sống. Nghĩ cũng lạ chứ, người dân quan người ta đòi là phải trả lại cái nhân quyền cho người ta, nhưng mà người ta đòi nhiều lắm rồi mà cái bọn cầm quyền nó không làm, thấy không? Cái nhân quyền rõ ràng là trong cái điều 25 hiến pháp đó, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, quyền tự do được mà truyền bá những cái thông tin đó, nhưng mà nó hoàn toàn nó không có đặt luật ra, nó trì hoãn rồi là 20 năm rồi, từ năm 1992 cho đến năm 30 năm nhé, 30 năm rồi, 30 năm nó trì hoãn rồi, bây giờ là 2022, 1992 mà bây giờ đến 2022 là 30 năm rồi, 30 năm rồi, năm cái thằng 500 thằng đại biểu quốc hội đó, nó làm cái gì, nó đặt ra được cái luật gì, tại sao nó không có làm ra cái luật biểu tình đàng hoàng cho người ta, phải không? Tại vì cái câu hiến pháp đó, đó, cái câu mà 25 nó nói là theo quy định của pháp luật, nó thầm cái câu theo quy định của pháp luật, mà trong khi nó không có đặt ra cái luật pháp. Luật pháp đi biểu tình là phải làm sao? Không? Đi biểu tình là không được chửi, gọi là lôi đầu cái thằng Nguyễn Phú Trọng xuống. Không? Hoặc là không được đê em cái thằng Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là thằng Phạm Minh Chính, hoặc là thằng Dương Đình Huệ. Hoặc là không được... không được đi hàng một, đi hàng hai gì đó, hoặc là phải thổi kèn, phải có kèn mới biểu tình được, hoặc là đánh trống mới biểu tình được, phải có luật cho người ta chứ. Cái không luật thì cái bắt người ta lên xe bus à, người ta đâu có vi phạm gì đâu, hiểu không? Thành ra đó, 30 năm rồi nó vẫn treo cái luật biểu tình, nó không có làm luật cho biểu tình, thì làm sao mà quý anh chị em mà biểu tình mà đòi hỏi được gì đâu. Quý anh chị em, quý bà con cô bác dân oan đó, biểu tình được 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi nó đem xe bus lại nó hốt thôi. Đó là luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nó là lợi rực luật rừng, lợi luật mà của Khỉ Trường Sơn, hiểu không? Nó không bao giờ nó lo cho đồng bào hết á, nó lo cho 20 năm nó không lo rồi, hiểu không? Mà 30 năm nó không làm luật rồi, rồi làm sao mà quý anh chị, quý ông bà cô bác để mà đợi cái luật biểu tình, nó đâu có đâu. 100 năm nó còn không có luật biểu tình nữa. Tại vì khi mà nó làm ra luật biểu tình á, thì tự động nó thấy xấu hổ thôi. Nó tự động thấy xấu hổ. Tại sao bây giờ mình phải có luật biểu tình? Đã là hiến pháp cho cái quyền biểu tình rồi,
bây giờ mình làm luật là mình ngăn cản cái quyền biểu tình à? Chẳng lẽ mình ép buộc người dân là mày biểu tình á, là mày phải phải có cái kèn, mày phải mua cái kèn, mày thổi cái kèn là mày mới được biểu tình. Đâu có làm một cái luật gì mà quá chiêu vậy, hoặc là nó đẻ ra một cái luật là tụi mày phải mang hình Hồ Chí Minh theo, Hồ Chí Minh của tên mà giặc Tàu á, tên mà gián điệp giặc Tàu á, rồi thằng mày phải mang theo cái hình Hồ Quang Hồ Chí Minh thì tao mới cho mày biểu tình, hoặc là tụi mày phải mang cái lá cờ phúc kiến của giặc Tàu á, cái đờ cờ đỏ sao vàng của giặc Tàu đó thì tao mới cho mày biểu tình. Chẳng lẽ 500 thằng đại biểu, 500 thằng khỉ đó nó đưa ra những cái luật mà mang rợ như vậy đó, mọi người nó đưa ra những cái luật mang rợ như vậy đó, nó cũng cảm thấy xấu hổ rồi, nó đâu có mặt mũi nào mà nó đưa ra cái luật mà quái đản như vậy. Nó cái quyền mà biểu tình của người ta mà đâu có cấm cản gì, kỳ bắt người ta phải làm những cái chuyện mà vô lý như vậy. Thành ra TV256 có thể khẳng định với anh chị em 100 năm nó cũng không bao giờ nó ra được cái luật biểu tình nữa đó. Tại vì mình biết mà, mình hiểu biết về luật pháp, mình biết nó không có cần phải luật, không khỉ gì, nó đã đặt cái quyền rồi. Cái quyền nó ghi trên hiến pháp là người dân phải có quyền đó, chứ bây giờ luật cái gì? Hoặc là nó nói là bây giờ mày biểu tình mày phải xin phép tao, cũng không cần xin phép, nó là cái quyền của người dân, cái quyền này là làm sao mà bắt tao phải xin phép mày, nó làm sao nó làm luật được, nó không bao giờ nó làm luật được hết. Đấy không? Nó đó lập hội lập đảng được, người dân không bao giờ lập hội lập đảng được hết á. Thử ơi, làm đảng lập đảng thử coi, nó bắt hết á, thấy không? Đảng Việt Tân, đảng dân tộc, đảng Đại Việt gì nó bắt hết á. Quý anh chị em thử hỏi cái luật pháp của thằng Việt Cộng nó có công bằng không? Chỉ có một đảng cộng sản duy nhất thôi mà nó còn bỏ nằm trình in ở trên hiến pháp nữa, nó bỏ trong điều 4 đấy là đảng cộng sản đó là đảng lãnh đạo đó, ai làm gì được nó. Một cái chế độ nó độc tài độc ác như vậy thì lẽ dĩ nhiên nó sinh ra cái vấn đề tham nhũng rồi, nó tham nhũng từ thằng trên với thằng dưới, đâu có thằng nào mà trong sạch đâu. Quý anh chị em mà tìm ra một cái người mà trong sạch đó, có thể chặt chặt cái cổ của TV256 đi, nó không có. Cái chế độ đó nó sản xuất ra những cái thằng toàn là tham nhũng hối lộ, toàn là những thằng mà gian ác không à. Cái chế độ nó cái cơ chế nó đẻ ra như vậy, tự nhiên cơ chế độc tài là nó đẻ ra à. Mà cái gì thì thử hỏi mình, nếu có hai đảng coi, có hai đảng thì làm sao nó độc tài được, phải không? Có hai đảng thì tự nhiên cái đảng này phải canh chừng nó chứ, phải tam quyền phân lập chứ, đâu có chơi mà kiểu ngang mà vừa đá bóng vừa vừa làm trọng tài được. Trời đất ơi, cái tụi này đó, nó mang rợ vô cùng đó. TV nói thật với anh chị em đó, chưa bao giờ mà TV256 mà thấy một cái chánh quyền mang rợ như vậy. Chánh quyền ở đây là TV nói là chính phủ á, chứ TV không phải là tôn trọng nó, là nói nó là chánh hay là tà hay gì đó. Chánh đây là chánh trị đó, hiểu không? Chánh trị là cái quyền cai trị á, mà rõ ràng là người dân đâu có bầu nó đâu, không có người dân nào mà bầu nó mà nó tự nhiên nó cai trị được người dân, nó là gọi là chánh phủ. Alo.
chính người Đức Trọng Lâm Đồng. Thành ra người ta kêu nó là bọn cầm quyền, cái bọn tà quyền, người ta cũng đúng nữa chứ không phải là sai. Đạo cho tỉnh Lâm Đồng về trả lại đất cho dân Oan Lô chính người Đức Trọng Lâm Đồng. Để dân cái bọn này nó là bọn mỗi rợ, bây giờ bọn cầm quyền mỗi rợ ra thêm một cái kết luận 7899 ra, bây giờ coi như là cướp đất của dân lần thứ hai năm 2021. Bây giờ dân ra trung ương để cầu cứu Bác Trọng, Bác Phúc, Bác Chính, Bác Huệ để chỉ đạo cho tỉnh Lâm Đồng về trả lại đất cho dân Oan tỉnh Lâm Đồng. Không cần đâu quý bà con cô bác ở Lâm Đồng, quý bà con cô bác nghe cái clip của cô Trên Phạm đó, TV256 đồng ý với cô Trên Phạm. Cô Trên Phạm nói đó, muốn cái nhà cầm quyền này đó nó lật đổ, nó bị lật đổ đó, thì quý bà con cô bác gọi là bất tuân dân sự. Cái bất tuân dân sự đó là nó đơn giản thôi, là mình không thi hành, mình không tuân theo cái luật pháp của nó. Tại vì luật pháp nó quá muội rợ rồi, làm sao mà nó đâu có giải quyết cho bà con đâu. Không, 30 năm rồi nó không giải quyết được cái quyền biểu tình nữa, quyền tự do ngôn luận nữa. Nó bắt biết bao nhiêu người, nó bắt biết bao nhiêu người yêu nước. Tại vì nó là bộ phản quốc, thành ra nó bắt biết bao nhiêu người yêu nước. Đau khổ như vậy đó. Bây giờ quý anh chị em, quý bà con cô bác lạy nó, Rồi xin xỏ bốn cái thằng thứ trụ đó làm cái gì? Trong khi đó người ta nói dân là nước, thấy không? Nước đẩy thuyền đi được thì nước cũng có thể làm, gọi là lật cái thuyền. Dân là nước mà, cái sức mạnh của nước khủng khiếp lắm, thấy không? Thành ra người dân nó có thể là cái gì em? Người dân đó là nước thì người dân có thể lật thuyền được. Phải vậy mới được. Thành ra đó TV256 là đề nghị là quý bà con đã lắng nghe cái clip của cô Trên Phạm đó, cổ đưa ra cái giải pháp để làm cho cái chế độ cộng sản nó bị sụp đổ. Là cái giải pháp đó đơn giản thôi, là bất tuân nhân sự, không thi hành những cái luật pháp của nhà cầm quyền nữa, không thi hành, không tuân lệnh theo những cái quy định của nhà cầm quyền, không tuân hành. Cũng như bây giờ bà con cô bác đó, có con em đi học phải không, ở trường xã hội chủ nghĩa, kêu con em ở nhà đi trong 3 ngày thôi, mà trước khi mà quý vị kêu con em mình nghỉ ở nhà, không có phải đi học nữa. Tại vì mình học cái gì bây giờ, nó dạy con em mình đó, nó nhồi sọ con em mình, nó nhồi sọ, nó dạy những cái điều dối trá, những cái điều mà man rợ, những cái điều mà tội ác. Giống như là nó dạy chứ thời mà bây giờ thì TV256 không biết, nhưng mà nó đã dạy thiếu nhi của thời mà Việt Nam Cộng Hòa đó. Nó dạy là nó nói một thằng Ngụy cộng với hai thằng Ngụy bị giết, bao nhiêu thằng Ngụy bị giết. Nó trong cái sách giáo khoa của nó như vậy đó. Làm sao mình cho con em mình học cái gì? Rồi nó dạy con em mình là nhắm mắt đi, còn nguyện Chúa Phật thì mở mắt ra, không có bánh, không có kẹo. Còn nó ép con nhân mình là cầu nguyện đi, mở mắt ra thì nó cho bánh với kẹo.
Mở mắt ra thì thấy bánh kẹo, rồi con nít mà ai lại không thích kẹo bánh. Rồi là từ nhỏ tới lớn nó bị dạy như vậy, nó bị nhồi sọ như vậy đó. Thử sau này nó trở thành con người không? Nó trở thành con thú rồi, nó đâu có thể thành con người được. Vậy đó mà phải giết chết lính Mỹ, lính Ngụy, mà nó cho là Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy đó, rồi nó cho lại con cái của mình học những điều mà giết hại cha mẹ như vậy. Thử hỏi con mình phải như thế nào. Thành ra đó, quý bà con cô bác đó, nghe cái cô Trên Phạm đi, nghe cái clip của cô Trên Phạm đi, cổ có giải pháp bất tuân dân sự là không có theo cái luật pháp của Việt Cộng nữa. Nó kêu mình đi học, mình ở nhà, mình cho con mình ở nhà, tất cả mọi gia đình đều làm như vậy đi. Mà trước khi mình cho con ở nhà, mình vận động bà con cô bác của mình, kế hàng xóm của mình, vận động 3 người thôi. Một gia đình vận động 3 gia đình thôi, mà đồng lòng cho con ở nhà, và tự nhiên các gia đình khác người ta bắt chước theo. Mình phải vận động. Mình vận động nói con mình bây giờ học như vậy rồi tiền giá sách lên quá nè, rồi phải đóng tiền học phí cho nó nữa nè. Rồi mình phản bác là tại sao cái luật pháp của nó nói là điều 59 là không phải đóng học phí cho bậc tiểu học, mà tại sao bây giờ con mình phải tiểu học phải bắt đóng học phí? Ở bên bên Mỹ này tiểu học trung học gì cũng không đóng một đồng bạc nào hết, mà lên tới đại học thì cũng không đóng luôn nữa. Đại học thì chính phủ cho cái tiền tiền grant là tiền tiền cho không để mình đi học đại học nữa, đâu có ai mà bắt phải đóng tiền trường đâu. Tại sao cái quốc gia người ta giàu có như vậy? Đơn giản lắm bà con cô bác ơi. Bà con cô bác không cần phải đi biểu tình đâu. Bà con cô bác ký ở nhà, không có cho con đi học là đủ rồi. Mà bà con cô bác làm sao vận động được hàng xóm của mình cùng làm giống như mình? Chỉ một việc là kêu con ở nhà để mà giúp đỡ cho cha mẹ. Học hành cái gì? Học hành theo cái kiểu mà nhồi sọ của Cộng sản mà học cái gì? Học về để tàn phá gia đình thôi. Không bao giờ cần gì phải học. Nếu mà bà con cô bác muốn con mình học đó, thì chỉ cho nó vào cái computer để mà vào cái phone để mà học ở trên trên có cái ông thầy Google ông dạy là đủ rồi. Ông dạy tất cả đó, nó nằm ở trong đó đó, không cần phải học đâu. Thấy không? Ngay cả tiếng Việt cũng không cần phải học nữa. Trong thầy Google nó dạy hay lắm. Nó dạy ngôn ngữ cũng hay lắm. Rồi mình cha mẹ mình kèm con cái học. Mình đâu cần phải cho con mình đi học những điều mà mang rợ như vậy, để nó về nhà rồi nó phản cha phản mẹ. Phải không? Mình cứ ở nhà đi. Mọi người đều ở nhà. Mọi người đều ở nhà. Thì những người nào mà có đủ sức đó, không cần làm việc luôn, nghỉ việc, nghỉ làm, ở nhà với con cái. Thử hỏi chừng 2 tháng coi nó sợ không? Nó cũng đâu có bắt gì mình được đâu. Mình ở nhà là cái quyền tự do của mình chứ, nó đâu có bắt mình được đâu. Coi như mình hoàn toàn mình không cộng tác với nó. Rồi khi mà mình cho con mình ở nhà được 3 ngày rồi đó, 3 ngày thôi, mà mình thấy hàng xóm mình cũng đồng ý đó. Rồi cái vấn đề cái tin đó nó lan truyền khắp khắp nước luôn. Tại vì người này ngồi kế nhà kia rồi mình vận động nhanh chóng thôi, tin truyền nó loan mau là tự nhiên ai cũng cho con ở nhà hết. Thì mình mới thấy là cái sức mạnh của người dân. Bởi sao mà người Mỹ người ta phát triển được? Tại vì cái đất nước Mỹ là cái đất nước dân chủ, người dân làm chủ cái đất nước qua cái lá phiếu của mình.
ở bên Việt Nam, quý bà con cô bác có khi nào làm chủ được cái đất nước mình không? Mình làm chủ của đất nước mình là mình phải bầu bầu cái phiếu bầu của mình bầu cho thằng Nguyễn Phú Trọng, mình bầu cho thằng Phạm Minh Chính, hiểu không? Mà mình đâu có bầu nó đâu, nó là những thằng cướp, nó cướp chính quyền, nó có được cái phiếu bầu của bà con không? Mà sau nó lên nó làm chủ tịch nước, rồi nó lên nó làm thủ tướng, rồi nó lên làm chủ tịch quốc hội, tất cả mấy thằng đó không có ai bầu cho nó, tự đảng nó đưa lên không à. Quý bà con rất là dễ hiểu, cái bầu cử nó rất là dễ hiểu. Quý bà con phải đòi hỏi, bây giờ đất nước có 500 đại biểu quốc hội phải không, mà tôi là người dân, 100.000 dân, ý 100 triệu dân, chia ra 500 đại biểu quốc hội thì có 200.000 người dân. 200.000 người dân bầu được một đại biểu quốc hội. Rồi bây giờ mình chỉ đặt câu hỏi với thằng Đảng Cộng sản Việt Nam, tụi mày có 5 triệu dân, phải không? Mày chỉ được tối đa đó là 25 phiếu thôi, 25 cái ghế ngồi của đại biểu quốc hội thôi. Còn dân của tụi tao là 95 triệu. Tụi tao phải có 475 ghế trong đại biểu quốc hội. Mà mình thấy trong 500 thằng trong đại biểu quốc hội nói là toàn là cộng sản không à. Nó đâu phải là người dân đâu, thường giống như mình đâu. Thành ra mình phải nói mày, tụi mày chỉ có 25 ghế. Còn sự thật là phải có 475 ghế là của người dân phải được bầu trong đại biểu quốc hội. Nó đâu có cho người dân được bầu cử đâu, được ứng cử đâu, phải không? Thành ra nó toàn là chơi những cái trò mà lường gạt. Mình thấy người dân mình mà không đủ cái con số mà 475 đó đại biểu đó, là mình biết đây là tụi nó gạt mình. Thành ra đại biểu quốc hội nó là đảng hội, nó là người của đảng. Thành ra cái mục đích của thằng chế độ diệt cộng này là mục đích nó để bảo vệ đảng, để nó gom tiền đầy túi của tham của nó thôi. 500 thằng đại biểu quốc hội bây giờ nó giàu có khủng khiếp không quý anh chị, quý ông bà cô bác có thấy điều đó không? Thằng nào cũng nhà lầu xe hơi hết, thằng nào cũng khủng khiếp tiền luôn. Ngay cái thằng mà vượng đó, nó có hàng tỷ đô la đó để mà nó làm chủ cái xe VinFast đó, vượng đó, nó móc nối với cộng sản thôi nó mới giàu có như vậy. Cái vấn đề đơn giản quá, mà muốn làm cái sụp đổ cái chế độ nó rất là dễ, không khó đâu bà con cô bác. Bà con cô bác cứ vận động với hàng xóm của mình không cho con đến trường nữa, rồi khi mà quý bà con cô bác vận động được chừng 3 ngày 5 ngày rồi đó, cảm thấy mình làm việc đúng, cả nước đều ủng hộ hết, thì lúc đó quý bà cô bác tiến thêm một bước nữa là không trả tiền điện, không trả tiền nước, tất cả đều đồng loạt không trả hết. Thí dụ mình phải vận động những cái điều như vậy, rồi vận động nghỉ việc hết trong vòng 1 tháng 2 tháng không ai làm việc hết, coi coi nó làm như thế nào. Đúng. Lúc đó đó quý bà con cô bác mới thấy là cái sức mạnh của người dân nó không có quyền gì mà bắt mình bỏ tù hết đó. Cái quyền đi làm là cái quyền của mình, cái quyền cho con nghỉ học là cái quyền của mình, nó không bao giờ nó bắt mình vô tù được vì những cái điều mà đơn giản như vậy. Bà con cô bác làm thử điều đó đi, đừng có cần phải lại mấy cái thằng này, lại mấy cái thằng này
Tòa đại sứ cũng không có bao giờ giúp đỡ cho bà con cô bác được nữa. Nước Mỹ nó xa quá, nó đâu có giúp đỡ gì được đâu. Làm sao mình nó giúp đỡ bà con cô bác được? Có thể thì với bà con cô bác đến tòa đại sứ thì cho nó thấy cái sự xấu hổ mắc cỡ của nó thôi. Chứ ngoài ra nước Mỹ không có giúp được cho bà con cô bác. Mà mình thấy quý bà con cô bác đòi hỏi cái nhân quyền là cái điểm đó là điểm then chốt. Con người ta mà có nhân quyền giống như nước Mỹ có nhân quyền là người dân rất là hạnh phúc. Người khi mà mình có cái nhân quyền rồi, tự nhiên người dân trở thành làm chủ cái đất nước của mình. Nó phải tôn trọng tất cả những quyền cơ bản của người dân. Là người dân có quyền tự do ngôn luận, người dân có quyền thành lập báo tư nhân, giống như bên Mỹ ai muốn thành lập báo cũng được hết. Đó cái quyền của người công dân như vậy, cái quyền lập hội lập đảng cũng như vậy, chứ đâu phải chỉ có một cái đảng cộng sản thôi. Quý bà con cô bác thấy không? Mà khi mình TV 256 qua bên nước Mỹ này rồi mới thấy biết là tại sao nước Mỹ họ giàu có như vậy. Nó đơn giản lắm, là phải tôn trọng cái quyền con người, là nhân quyền là chính, là phải tôn trọng cái quyền con người, gọi là dân làm chủ. Thành ra cái đất nước nó gọi là đất nước dân chủ là vậy. Người dân thật sự làm chủ qua cái lá phiếu, qua cái lá phiếu mình bầu cho dân, cho dân biểu nè, lá phiếu mình bầu cho thượng nghị sĩ nè, lá phiếu mình bầu cho tổng thống nè. Nó có coi như nó đơn giản, nó có vài loại phiếu vậy thôi. Mình bầu ra thì lẽ dĩ nhiên khi mình bầu ra thì cái người đó phải phục vụ cho người dân, phục vụ cho người dân. Không phục vụ thì mình đâu có bầu nó được nữa. Mỗi cái nhiệm kỳ của nó có 2 năm hoặc 4 năm hoặc 6 năm thôi, mà nó làm bậy rồi mình đâu có thèm bầu cho thằng đó nữa. Thì nó lãnh lương cho của mình, mà nó lãnh lương của dân, nó lãnh lương bằng tiền thuế của dân. Thì khi nó lãnh lương tiền thuế của dân thì nó phải suy nghĩ những cái gì nó phục vụ cho dân để nó vẫn còn tiếp tục cái quyền của nó, để nó tiếp tục nó lãnh lương. Mà lương lương bên Mỹ là dân biểu nghị sĩ rồi cao lắm chứ không phải là ít đâu. Thành ra thằng nào cũng mong được dân bầu hết á. Thành ra quý bà con cô bác không cần phải đi biểu tình nữa đâu, ở nhà đi. Nhưng mà kêu gọi con cái đừng có đi học nữa. Không bao giờ vô trường của Việt Cộng để mà vô đó là nó dạy cho mình là tháp 10 đẹp nhất, bông sen đẹp nhất gì đó. Rồi có tên giặc hồ đó, thằng hồ. Tại sao nó dạy mà mang rợ như vậy? Một cái thằng Hồ Chí Minh là cái thằng gián điệp của giặc Tàu, nó là thiếu tá Hồ Quang, nó bạn quân phục của giải phóng quân Trung Quốc, nó mang lức cấp bậc thiếu tá như vậy, nó là thằng gián điệp. Tại sao mình phải cho con mình đi học mà để nó tôn thờ là Hồ Chí Minh? Nó dạy những điều mà mang rợ như vậy, rồi nó đem lá cờ và đỏ sao vàng cờ của tỉnh Phúc Kiến để mà dạy cho con mình. Tại sao con mình phải đập học những điều mang rợ như vậy? Cho con cái ở nhà đi bà con cô bác. Nói thật đó, làm chừng 3 ngày rồi 5 ngày rồi cho nó thấy không có một đứa bé nào đi học hết, không có đứa bé tiểu học, trung học đến trường hết. Mà quý anh chị, quý bà con vận động điều đó, TV nghĩ không có khó đâu. Một người vận động ba gia đình kế bên, hàng xóm kế bên, nói tôi bây giờ tôi nhất định tôi không cho con tôi đi học, mong là quý anh bà con cô bác hỗ trợ cái việc làm này. Tại vì con tôi đi học mà tiền sách nó cao quá, hoặc là vô trong đó nó bị nhồi sọ quá, rồi nó còn còn chửi cha mắng mẹ nữa. Thà nó ở nhà nó giúp ích cho gia đình.
nó đủ có cái lý do để nói hết. Mà sự thật mình không cần phải cho nó biết lý do nữa. Tôi muốn cho con ở nhà là đó là cái quyền của tôi. Anh hỏi lý do là cái gì? Cùng lắm thì mình nói tôi cần nó ở nhà để nó làm việc, tại vì nhà tôi nghèo quá rồi. Mà sự thật ai là cũng nghèo hết đấy, gần như ai cũng nghèo hết, chỉ có cán bộ nó giàu thôi. Thử hỏi có 2-3 ngàn đô la một năm, mà cái đó là nó gọi là GDP per capita đó, có 2-3 ngàn một năm thôi, làm sao mà giàu được. Thành ra người nào cũng phải nghèo, mà mình xu muốn sống mà sung sướng giàu sang thì mình thấy đất nước bên Mỹ tại sao nó giàu quá vậy, thì mình áp dụng theo cái chính sách của bên Mỹ thôi. Bên Mỹ người ta sống tự do lắm, người ta đâu có chính sách hộ khẩu đâu, phải không? Bên Mỹ người ta muốn đi đâu đi. Đó là cái điều 13 ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Quý vị dỡ cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đi, thằng Việt Cộng nó cũng ký cái điều 13 đó đó. Nó ký vào để mà nó tham dự vào làm thành viên của Liên Hiệp Quốc, là nó phải tôn trọng cái điều 13 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mà 13 khẳng định là công dân có quyền đi khắp nước của mình mà không cần phải xin phép. Tự nhiên nó đẻ ra là hộ khẩu là phải xin phép, rồi tạm trú, rồi tạm vắng. Tạm trú, tạm vắng rồi. Mày mà không có hộ khẩu á, tao không cho mày đi học, tao không cho mày đi làm. Việt Cộng nó đẻ ra những cái điều man rợ đó. Tại sao quý bà con cô bác ở Việt Nam chấp nhận những điều đó dễ dàng như vậy? Đó, tí thứ 256 nói bằng tất cả cái tấm lòng. Ở hải ngoại người ta gì đó, không có ai mà phải cần có hộ khẩu đó. Dẹp bỏ những điều nhỏ nhặt đó đi, thấy không? Bây giờ đó, tao muốn đi đâu tao đi à, thấy không? Không cần phải xin phép hộ khẩu gì đó, dẹp bỏ hộ khẩu để mình tháo những cái trồng nó trồng vô cổ mình chứ. Tại vì cái tuổi cộng sản nó man rợ như vậy đó, nó đâu có được ai bầu đâu bà con cô bác. Nghe đi, nghe cô Duyên Phạm giùm đi, rồi TV cũng 256 cũng 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 muốn đề cập đến vấn đề đó, để mà mình làm sao cái chế độ mà nó trở thành một chế độ dân chủ tự do. Điều đó mình phải làm thôi, mình phải thực hiện một chế độ tự do dân chủ rồi dân mình mới mới giàu có được. Mà quý bà con cô bác nhớ đi, thành phần mà hải ngoại đó 5 triệu người, 5 triệu người Việt Nam. Quý anh chị, quý bà con cô bác thử tưởng tượng thôi, mỗi người Việt Nam là một đại sứ của nước Việt Nam. Quý anh chị cô bác nghĩ rằng cái tiền nó đến Việt Nam nó khủng khiếp lắm. Việt Nam sau này đó sẽ giàu nhất thế giới. TV256 đoán như vậy đó. Tại vì mình có đủ cái điều kiện để làm giàu. Nếu mà chế độ cộng sản này mà nó bị sụp đổ mà trở thành một quốc gia tự do dân chủ đó, thì 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại này trở thành 5 triệu đại sứ, đại sứ để mà phục vụ cho đất nước Việt Nam. Tại vì mình ở bên đây mình vận được động được chính phủ, mình vận động được nhà thờ, mình vận động được hội này hội nọ để mà giúp đỡ cho cái đất nước của mình. 5 triệu người lận, trời ơi cái con số nó kinh hoàng lắm. Không có quốc gia nào có cái điều kiện mà bằng cái người Việt Nam mình. Giỏi lắm, Thái Lan
nó cho du học của nó vài chục ngàn người thôi đi khắp thế giới để mà học những cái điều mà tối tân của thế giới, những cái điều hay đẹp của quốc tế. Còn mình đây mình có 5 triệu người rồi. 5 triệu người học những điều hay đẹp, tốt đẹp. Và 5 triệu người này là những người có tài sản, họ giàu có ở trên tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Và họ vận động, họ kêu gọi giúp đỡ cho đất nước Việt Nam. TV256 nghĩ rằng nữa, chỉ trong vòng vài năm, 10 năm thôi là Việt Nam trở thành một quốc gia gọi là giàu nhất thế giới luôn. 10 năm, 20 năm thôi. Không có xa đâu. Tại vì tất cả thế giới tiền bạc, tiền của đồ đổ về nước Việt Nam hết là do cái sự vận động của 5 triệu người Việt hải ngoại này, 5 triệu vị đại sứ. Người ta đại sứ của người ta thì đâu có bao nhiêu người đâu. Mà bây giờ mình tự nhiên mình có 5 triệu đại sứ như vậy rồi làm sao đất nước mình không giàu? Nhưng mà người ta không bao giờ, người Việt hải ngoại không bao giờ mà giúp nước khi mà thằng Việt Cộng nó còn đang cai trị cái đất nước của mình. Người ta chỉ giúp cho những người đấu tranh, người ta chỉ giúp cho những người kháng chiến thôi, để chống lại cái bọn giặc cộng này thôi. Không bao giờ người ta bỏ tiền, người ta giúp cho mặt trận tổ quốc hay là cho cái này cái nọ. Tất cả đều là nhỏ giọt hết. Mình thấy đồng bào khổ quá thì mình giúp chút xíu gì thôi, chứ nó không phải là trong cái tấm lòng mình vẫn còn mình nghi ngờ là đồng tiền nó đâu có đến thật sự đâu. Một cái đất nước mà nó gian dối, một cái đất nước mà nó độc tài như vậy, làm sao mình bỏ tiền cho nó xài làm cái gì? Không bao giờ có cái sự mà giúp đâu. Bà con cô bác phải làm cái chuyện nhỏ đó đi, vận động con em đừng có đi học nữa. Rồi từ từ mới thấy rằng là cái sức mạnh của người dân. Sức mạnh của người dân là nước. Nước. Còn cái chế độ á, nó là con thuyền. Thì người dân đưa thuyền lên được thì người dân cũng úp cái thuyền được. Cái sức nước nó mạnh lắm. Hiểu không? Cái sức nước mà quý anh chị em thấy mà tsunami đó, sóng thần đó, đâu có chuyện nào là nổi đến sức nước đâu. Cỡ nào nó cũng làm sập được đó. Cái sức nước nó mạnh lắm, là do hàng triệu người điều đồng một lòng hết. Hiểu không? Thì mình mới thấy được cái sức mạnh. Hiểu không? Mình ráng sức, mình làm cái phận sự của mình, nhỏ nhoi của mình thôi. Phận sự của nhỏ nhoi của mình đó là mình vận động 3 người. Nếu mà tài giỏi nó sẽ vận động 4, 5 người, 7 người. Mình vận động 3 người cùng làm chuyện với mình là cho con nghỉ học. Quý bà con, cô bác thử làm một cái chuyện đó thôi. Thử làm trong vòng 3 ngày, 5 ngày đấy. Rồi cái tự nhiên nó lan truyền thành một dịch dịch lan truyền khắp cả nước thôi. Không cho con đi học, đâu có cho con những đi học mà những cái điều mà mang rỡ như vậy. Rồi để sau này nó hại dân hại nước. Quý bà con cô bác thấy rõ mà, 5 triệu thằng đảng viên nó là hại dân hại nước không? Quý vị em thấy rõ cái vụ mà Việt Á đó, không? Nó giết 43.000 người, không? Nó giết 43.000 bà con đó, cũng là ruột thịt của mình không? Nó sẵn sàng nó mua cái test kit đó, của ở bên gì, bên bên tàu đó. Nó mua có 19.000 là dưới $1. Dưới $1 nó bán 25 đồng, 25 đô la. Nó giàu lên tới, nó lời tới 4.000 tỷ. 4.000 tỷ đồng mà nó bôi trơn hết 800 tỷ đồng.
thấy không? Nó làm giàu trên xương máu của đồng bào, trong khi đồng bào phải chết 43.000, thấy không? Mà nó tham nhũng từ trên xuống dưới ấy. Hiện giờ nó bắt có 70 đứa à. Sự thật là nó bắt phải cả ngàn đứa luôn á, thằng nào nó cũng dính á, thằng nào cũng 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 tội ác hết á. Tại sao mình chấp nhận như vậy? Giống như cái thằng Nguyễn Phú Trọng là cái thằng tội ác nhất đó. Tại vì nó ký cái bằng khen hạng 3 cho công ty Việt Á để mà gây ra cái chết 43.000 người. Rồi cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó, nó còn gọi là tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ ba nữa, dù là nó gần 80 tuổi rồi, nó tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ ba nữa. Mới đầu nó xin là nó làm thêm nửa nhiệm kỳ thôi, tại tuổi nó quá lớn rồi. Xin nửa nhiệm kỳ là nó làm được 7 năm rưỡi chức tổng bí thư thôi. Sau khi nó làm tổng bí thư xin được thêm nửa nửa nhiệm kỳ nữa, 2 năm rưỡi nữa, tự nhiên nó làm luôn tiếp luôn 2 năm rưỡi nữa, thành 10 năm. Mà 10 năm cái luật pháp, cái nội quy của nó thấy không, chỉ có làm mỗi tổng bí thư được làm 2 năm, 2 nhiệm kỳ thôi, làm nó làm 10 năm là đủ rồi, nó là tiếp tục làm nhiệm kỳ 3 nữa, nó đạp lên luật pháp nó viết ra mà làm thêm nhiệm kỳ 3 nữa, mà đồng bào đảng viên được cũng làm thinh hết trơn à. Đó. Mình hiểu, TV256 hiểu, tại vì mấy cái thằng đó nó độc ác ghê lắm, mình đi ngược nó là nó giết mình, thành ra không ai dám nói đó. Giống như TV thấy bà con cô bác đó biểu tình đó, đâu có thấy một thanh niên nào đâu, đâu có thấy thiếu nữ nào cũng 18, 19, 20 đâu, đâu có đâu. Mình hiểu hết đó. Thử mà có thanh niên thử coi, có thanh niên mà từ 18 đến 25 mà đi tham gia điền đồng biểu tình coi, mẹ nó giết hết á. Cái thằng cộng sản nó ác lắm chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà mình có mà thanh niên thiếu nữ mà hàng ngàn người đó là chết mẹ nó chạy hết á. TV256 đã từng thấy nó chạy trong cái ngày mà 10 tháng 6 năm 2018 mà nhớ, mà hàng trăm ngàn người xuống biểu tình mà chống cái vụ mà ba cái đặc khu đó, hàng trăm ngàn người thì nó lại sợ mình kinh hoàng luôn, nó sợ lắm. Rất tiếc là mình làm không được thôi, mà bây giờ mình làm nhẹ nhàng đơn giản thì bất tuân nhân sự, bất tuân nhân sự, không 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 có cho con đến trường nữa, mình làm hết đi, bắt buộc nó phải thay đổi thôi. Bất tuân nhân sự, cho con ở nhà hết, rồi mình không đi làm luôn, không trả tiền điện, không trả tiền nước. Mình lấy số đông để mình bắt nó phải đòi hỏi mình phải cái điều kiện này điều kiện nọ, trong khi mình đông mà mình có 100 triệu dân mà tại sao mình phải sợ ba năm cái thằng 5 triệu cái thằng đảng viên này. Mình phải hiểu cái sức mạnh của người dân. Rồi, TV256 xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình nghĩ nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi, mình nói cũng khang khang tiếng rồi. Để chào bà con cô bác nha.